回来落球半天，派对半天，开心片刻接送回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边与你每天，家中那些温暖从来都不倦，全力去做你的完全，让你出发好每一天。Bạn của cô đang đợi cô trong phòng rồi. Cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật chị Ma. Chúc mừng sinh nhật chị Ma. Sao còn đứng đó, hôm nay tụi này làm sinh nhật buồn cho cô đó. Có bánh sinh nhật, có quà sinh nhật. Mau mau mở ra coi có thích không. Wow, bông tai channel mẫu mới nhất, số hạn giới hạn, sao lại chơi lớn tôi vậy? Lựa đó. À, cảm ơn nhiều. Khách sao quá, cô không giận tụi này là được rồi. Sao tôi lại giận mọi người chứ? Nếu cô không giận tụi tôi, tại sao ngay ngày sinh nhật một mình đi du lịch chứ? Chắc là lần trước tụi tôi nói không đúng cô giận tụi tôi chứ gì. Thời đó mỗi lần cô đi du lịch về đều mua rất nhiều quà cho tụi này mà. Nhưng mà lần này cái gì cũng không có. Không phải, mà là lần này tôi đi du lịch, tôi chỉ ở lại khu resort phơi nắng và bơi thôi, không hề đi ra ngoài mua đồ. Ơ chào cô, cô có muốn gọi món trước không? Tôi muốn đợi bạn tôi tới trước. Dạ được, không sao. Ý, cô đặt vị trí này hôm nay á, có thể thoải mái được ngắm trăng nữa. Cho nên tôi cố ý đặt chỗ này đó, có thể vừa ngắm trăng vừa ăn mừng sinh nhật với người tôi yêu. Thì sao hôm nay là sinh nhật cô sao? Chúc cô sinh nhật vui vẻ. À, cảm ơn. Mia. Ông Long lớn, chuyện này là... À, tôi mới quen ở triển lãm tranh. Không phải ông nói ngày mai mới cùng tôi đi coi triển lãm tranh sao? Tôi có nói như vậy hả? Nhưng mà không sao, dù gì triển lãm tranh không có gì để coi, không đi cũng không mất gì. Phải đó, triển lãm tranh hôm nay đúng là chán chết. Nhưng mà ngày mốt có triển lãm nghệ thuật cơ thể người, nhiều thứ để coi lắm đó. Nếu ông Long lớn có thời gian chúng ta cũng đi coi nha. Được đó. Nhưng ông Long lớn à, không phải ngày mai ông bay đi nước Anh, có hẹn đi bà ba đi thăm Trô sao? Tôi không đi một lần hai lần có sao đâu. À phải rồi Mia, hình như cô có việc quan trọng cần phải xử lý đó, hay là cô đi trước đi. Vậy tôi không làm phiền hai vị nữa, tạm biệt ông. Bye bye. Rồi, chuyện lớn rồi. Tây Vọng Quang mang chụp được bà ba một thân một mình ngủ ở sân bay nước Anh đó. Hả? Tại sao lại ngủ ở sân bay? Tôi nghe Thanh nói á, bà ba có hẹn với ông Long lớn đi nước Anh thăm Châu mà. Bà ta có thể nào ở sân bay đợi ông Long lớn hay không? Chắc chắn là bà ba bị ông Long lớn cho leo cây lại còn không được thông báo nữa chứ. Chắc là ông Long lớn lại không biết ở đâu quen được bạn gái mới, ngay cả bà ba cũng bỏ quên đó. Có người mới là quên ngay bà vợ. Bà ba cũng vậy nữa, biết trước sẽ có ngày này rồi, đã làm vợ đại gia phải biết đợi, còn phải chia sẻ chồng với người khác. Mãi mãi chỉ có bả đợi ông Long lớn, làm gì có chuyện ông Long lớn đợi bả. Là phụ nữ thà kiếm một người, người ta đợi mình nhiều hơn mình đợi người ta đó. Tôi cũng nghĩ vậy đó, vì vậy thứ đàn ông như ông Long lớn đúng là không xài được. Nè 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 nè, mọi người còn nói nữa, chị Ma đang ở đây đó. Xin lỗi chị Ma. À, tôi ok, không sao. Chị Ma, mặc kệ bọn họ đi, tôi ủng hộ cô. Trước giờ chúng ta vẫn ủng hộ lẫn nhau, giống như cô luôn ủng hộ tôi với Trần Mặc Sắc vậy đó. Chúng ta phải không được từ bỏ, tiếp tục cố gắng. Rồi xong, tôi có hẹn với Cung Diệp, tôi đi bên này. Baby của tôi cũng mới gọi cho tôi về trước đi. Khỏi phải khoe khoang nữa, tôi biết hai cô được hẹn hò, chỉ có mấy bà này tự đi dạo với nhau, hay là đi trung tâm thương mại để chị Helen ha. Tôi có hẹn rồi. Hay là lần sau hẹn đủ người trước đi, dù gì hồi nãy Dương Dương cũng có việc về rồi. Chị Ma nè, chị rảnh đi với tôi phải không? À, tôi được. Hay quá. Vậy tôi này về trước. Bye bye. Tôi vào cử ký mua chút đồ đã. Được thôi. Cậu thang thoát hiểm ở trung tâm thương mại có chứa ngại vật, ghi chú lại đi. Nhớ thời gian mới quay đi. Cô có sao không hả? Này. Đừng để Trần Mặc Sắc nhìn thấy chúng ta. Tại sao vậy? Cô quên rồi hả? Lần trước tôi giận cô, tôi nói với Trần Mặc Sắc chuyện cô thích ông Long lớn. Anh ta không tin, anh ta tưởng tôi vu khống cô, còn nói tôi là người phụ nữ thủ đoạn, không muốn làm bạn nữa. Chuyện qua lâu rồi mà. Nhưng anh ta vẫn nhớ đó. Bây giờ anh đã không còn giúp tôi lên lớp đạo đức, mỗi lần thấy tôi anh ta đều liếc tôi. Cô cứ né anh ta như vậy cũng không phải là cách. Tôi biết. Vì vậy tôi có cách riêng của tôi để giải quyết nỗi khổ nhớ nhung của tôi.
người đàn ông trong công việc thật sự rất quyến rũ đó. Hết rồi. Rebecca, cô đừng có khờ như vậy mà. Kệ đi, tôi cũng không trốn ở đây nhìn anh ta lâu vậy. Mắt cầm trần bạc sắc nhìn thấy tôi. Tôi ra ngoài đợi cô mua xong gọi cho tôi ha. Sếp Trang. Ủa Mia, sao trùng hợp vậy? Hôm nay không phải con nghỉ phép hay sao? Đúng rồi, tôi có hẹn bạn ăn cơm ở đây. Trước khi tới, tôi cũng nghĩ không biết có gặp cô ở đây hay không. Không ngờ chúng ta có duyên với nhau. Sếp Trang à, anh có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với anh. Được thôi. Dương Triệu, đi tuần trước đi. Yes sir. Chúng ta qua bên kia nói đi. Được. Có chuyện gì vậy? Nói đi. Thật ra lần trước Rebecca nói với anh là tôi thích ông Long Lớn. Cô ta không có nói dốc đâu. Hả? Trong lòng tôi chỉ có một người là ông Long Lớn, không hề có anh. Cô đem chuyện yêu thầm ông Long Lớn đi nói với anh ta hả? Ừ. Tôi cảm thấy tôi làm như vậy mới khiến anh ta triệt để buông bỏ tôi. Wow, cô có tỉnh táo không? Cô có biết mặt trái của tình yêu là hận không? Cô không sợ anh ta nói chuyện này ra hả? Trần Mặc Sắc không phải loại người như vậy đâu. Anh ta kính tiếng lắm đó. Cô thích Trần Mặc Sắc thì tất nhiên phải nói vậy rồi. Bây giờ chị Ma đã cự tuyệt Trần Mặc Sắc, cô có cơ hội rồi đó. Thì tôi biết chị Ma cũng vì tôi mà từ chối Trần Mặc Sắc. Còn đem bí mật lớn như vậy nói cho anh ta biết. Tôi thấy tôi từ chối anh ta hơi trễ đó. Tôi cảm thấy thời điểm này rất tốt đó. Xem ra cô có suy nghĩ khác nữa hả? Bây giờ Trần Mặc Sắc cũng phát hiện anh ta hiểu lầm tôi rồi, chắc chắn sẽ thấy có lỗi. Cộng thêm việc bị chị Ma cự tuyệt, chỉ cần tôi bây giờ xuất hiện ngay lúc tâm hồn anh ấy yếu đuối nhất, chủ động tấn công, tôi sẽ có thể thừa cơ xâm nhập rồi. Cô gái, cô nói cứ như thừa cơ xâm nhập là dễ lắm hay sao đó. Chỉ cần tôi hẹn anh ấy ra ngoài cùng nhau mượn rượu giải sầu, lúc đó bia rượu nhập tâm, tôi với anh ấy gạo nấu thành cơm đó. Các cô đó đã dành tiền sẵn đi. Có nghĩ là hơi lớn hay không đây? Dạ không. Hai ly cà phê, một ly size lớn. Lại mua cho sếp Trần hả? Đúng rồi, tâm trạng sếp Trần dạo này không được tốt, không có tinh thần, nên mới làm ly cà phê cho anh ấy tỉnh táo một chút. Nhanh thôi. Có nghe thấy không? Dương Triều nói Trần Mặc Sắc tâm trạng không tốt. Còn không phải lúc tôi xuất chiêu sao? Xin chào sếp Trần. Phải rồi, vụ cô than thoát hiểm ở trung tâm thương mại có chứa ngại vật tôi xử lý xong rồi. Trưa nay cậu đi tuần thêm một lần, xem thử có người nào vi phạm nữa hay không. Nghe rõ sếp Trần. Cà phê nè. Cảm ơn sếp Trần, ly cà phê này của anh. Sao tự nhiên mua cà phê cho tôi chứ? Hôm đó tôi vô ý có nghe lén được một chút, biết là anh đau khổ vì tình, cho nên muốn mua ly cà phê cho anh bồi bổ tinh thần đó. Nam nhân đại trượng phu không vì tình mà đau khổ đâu. Anh đúng là không cố gồng hả? Hẹn gì hôm qua đêm khuya anh rủ tôi đi quán bar, cùng nhau nhậu nhẹt tiêu khiển. Đừng nói sáng nay chúng ta lên ca sớm, tối qua nên có giấc ngủ đầy đủ, cho nên ngày thường ở những nơi đèn vàng đèn đỏ như vậy vốn không phải nơi chúng ta ghé qua đâu, hiểu không? Xin lỗi sếp Trần. Bây giờ tôi lên làm việc trước, anh uống cho xong hai ly cà phê này mới lên làm việc đi. Có vẻ Trần Mặc Sắc không bị ảnh hưởng gì hết đó. Hình như còn tỉnh táo hơn ngày thường, nghiêm khắc hơn ngày thường nữa. Người ta còn nói rõ là không đi ba, làm sao cô thừa cơ xâm nhập đây? Thì dùng kế hoạch B. Anh ta tỉnh táo vậy còn hay, chứng minh anh ta yêu chị mà chưa có sâu đậm. Chỉ cần tôi khẽ xuất chiêu rất nhanh, tôi sẽ làm cho anh ta sụp đổ. Wow, chuyện gì vậy chị Becca? Tối rồi, còn kêu tôi lấy cái thang của tầm bảo đồ lên đây làm gì vậy hả? Cảm ơn nhiều nha chị Mary. Cô có nhìn thấy cái máy phát hiện khói đó không? Mấy cái đó hư cũng bắt phòng nhân sự sửa hả? Vậy phòng công trình làm gì? Không phải. Chỉ cần tôi lấy hộp quẹt, làm nó báo động, Trần Mặc Sắc sẽ cho rằng ở đây có người hút thuốc, sau đó sẽ qua đây bắt tôi. Cô điên rồi hả? Cô muốn gặp Trần Mặc Sắc thì trực tiếp tìm anh ta ở phòng an ninh đi. Cách gặp gỡ này tôi thấy bình thường thôi. Tôi với anh ấy lâu rồi không có gặp, tất nhiên tôi phải làm những việc cấm để gợi lên nỗi nhớ của anh ấy, vậy mới lãng mạn chứ. Tùy hỷ, cô thích là được. Nói chung xài xong cái thang, cô tự đem đi tầm bảo đồ trả, tôi đi về đây. Bye bye. Bye bye. Tôi tuần tới lầu 6 rồi, từ lầu 7 trở lên cũng do tôi phụ trách, các anh không cần phải lên. Trời, nhanh vậy, phải mau chuẩn bị mới được. Sao còn chưa lên? Trần Mặc Sắc, tại sao ngồi đây uống bia vậy? Tại sao cô lại ở đây? Sáng nay anh vẫn bình thường mà, còn nói với Dương Triều là anh không có đau khổ gì tình. Thì ra anh nói dối. Anh vẫn không thể quên được chị Ma. Không liên quan tới Mia, là chuyện cá nhân của tôi. Chuyện cá nhân gì hả? Cô chờ một lát.
Alo, tôi Trần Tiểu Quyên không cần phải mượn tiền. Mấy người đừng gọi với tôi nữa, làm phiền tôi đợi một cuộc điện thoại rất quan trọng đó. Anh làm gì dữ vậy? Anh đang đợi cuộc điện thoại gì quan trọng hả? Tôi lo lắng mẫu thân đại nhân của tôi gặp chuyện không tốt lành. Bà ấy có chuyện gì sao? Má của tôi nhập viện rồi. Uống ly nước trước đi. Cảm ơn. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi vô lễ. Khờ quá, má của anh nhập viện tất nhiên là nôn nóng rồi. Chỉ trách là tôi bận điều công việc. Hôm đó mẫu thân đại nhân nói với tôi bà đau đầu, tôi nghĩ là bệnh người già thông thường, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Anh đừng tự trách bản thân nữa. Cô có biết mẫu thân đại nhân trên giường bệnh vẫn lo lắng chuyện hôn nhân đại sự của tôi hay không? Bà bảo nguyện vọng lớn nhất đời bà chính là nhìn thấy tôi lấy vợ sinh con, thành gia lập thất. Nhưng tôi mới vừa bị Mia từ chối rồi, không hoàn thành tâm nguyện của bà được. Tôi cảm thấy tôi đúng là vô dụng. Anh đừng nghĩ như vậy. Anh muốn có người yêu á thì tôi có thể giúp anh mà. Cô, ý của tôi là tôi có thể giả làm bạn gái của anh, đến gặp má của anh. Làm vậy có thể sẽ giúp cho bệnh tim của má anh khởi sắc đó. Hả? Cô nói Trần Mặc Sắc đồng ý cho cô làm không phải cho cô giả là bạn gái của anh ta. Anh ta bị ma nhập rồi sao? Cô kỳ quá à. Lúc đó anh ta đang rất là tỉnh táo. Tôi nghĩ rất nhanh tôi với Trần Mặc Sắc phim giả tình thật đó. Có phải anh ta muốn cô giúp đánh lừa má anh ta mới phải làm vậy không hả? Chị Helen à, chị đúng là không hiểu con người Trần Mặc Sắc. Anh ấy hiếu thảo lắm, chỉ cần má của anh thấy thích, Trần Mặc Sắc cũng sẽ thích thôi. Nếu như tôi làm cho má chồng vui, anh ấy sẽ cưới tôi về đó. Cô kêu người ta là má chồng có nhanh quá không? Không có nhanh đâu. Thầy tướng số có nói rồi, gương mặt này của tôi rất có trượng bối duyên đó. Người lớn nhìn thấy sẽ rất thích tôi. Tôi nghĩ nếu như má chồng muốn nhanh chóng được ẵm cháu thì Trần Mặc Sắc cũng sẽ muốn nhanh chóng có con với tôi. Vậy thì lúc đó các cụ không chỉ phải đưa tiền mừng đám cưới, tiền ăn đầy tháng cũng phải để sẵn đi. Nhìn thấy cô tự tin như vậy, không biết có nên mừng cho cô hay không nữa. Phải đó. Tôi biết mọi người nhất định sẽ ủng hộ tôi mà. Tôi vì đoạn kịch này, không phải, là cuộc đời của tôi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ được thành công, không được thất bại. Yes. Trời đẹp quá à. Chúng ta chụp thêm tấm chu môi nữa ha. Chụp nữa hả? Chúng ta chụp nhiều hình như vậy để làm cái gì chứ? Để cho má anh xem. Anh nói suông hẹn hò với tôi, bà chưa chắc tin đâu. Chúng ta phải tạo ra nhiều bằng chứng để mọi chuyện không còn sơ hở. Thì ra là vậy. Cô đúng là có tâm mà. Tôi thật sự tính toán không đủ chu toàn. Thì thời gian này anh chăm sóc má anh cực vậy, những chuyện này tôi không muốn phiền anh. Anh giao cho tôi làm được rồi. Cô có cực quá không đó? Không đâu. Thật ra tôi đã viết sẵn kịch bản rồi. Nói về việc chúng ta quen nhau ra sao, tôi viết chúng ta quen nhau tại trường tiểu học giáo dục đạo đức, sau đó lớn lên thì gặp lại nhau ở Tiếp Long. Anh yêu sự lương thiện của tôi, tôi ngưỡng mộ chính nghĩa của anh. Thật ra chúng ta 10 năm trước đã ngưỡng mộ lẫn nhau rồi. Khoan đã, kịch bản này có lỗ hổng đó nha. 10 năm trước tôi còn chưa vào Tiếp Long thì làm sao gặp lại cô được? Những tiểu tiết này có thể điều chỉnh được mà hả? Hay là xem thử có chỗ nào cần sửa? Tôi có thể không coi được không? Tôi không nghĩ rằng ngoài giả hẹn hò ra còn phải nhớ nhiều như vậy. Nếu cực khổ như vậy thì không xem nữa. Mặc dù tôi thức cả đêm để viết. Hả? Cô gì tôi mà thức cả đêm để viết hay sao? Hèn chi mà quần thâm mắt cô lại nặng tới như vậy. Gương mặt tôi ghê lắm hả? Không phải, tâm thiện sẽ xinh đẹp. Tôi cảm thấy cô hôm nay rất là đẹp. Anh khen tôi sao? Nếu như cô đã cực khổ viết kịch bản cho tôi, chút nữa ăn cơm tôi sẽ đọc kỹ hơn vậy. Hay quá. Trời, nhẫn đẹp quá. Không phải cô cảm thấy chúng ta giả làm tình nhân dù thế nào cũng phải có vật đính ước không? Tôi muốn có lâu rồi. Nhưng mấy loại nhẫn đó mắc lắm. Chúng ta đi những chỗ thường thường, mua nhẫn bạc bình thường là được rồi. Nhưng mà cô vì muốn mẫu thân đại nhân tôi được vui, hao tổn sức lực như vậy, tôi không thể không có hồi đáp. Trời ơi, có phải tôi đang nằm mơ không? Tôi với Trần Mặc Sắc có nhẫn đính ước hả? Chiếc của anh cũng mau đeo đi. Hả? Bây giờ đeo hả? Tất nhiên rồi, chút nữa đi thăm má của anh, chỉ có tôi đeo, anh không đeo bà sẽ nghi ngờ đó. Cũng phải. Bây giờ chúng ta có phải tay nắm tay đi thăm bác gái không hả? Bây giờ nắm hả? Nhập vai sớm một chút đi, nếu không lát nữa má chồng bác gái nhìn thấy sẽ lộ tẩy đó. Cũng đúng. Alo,
Thành công rồi. Má anh nhìn thấy chúng ta yêu nhau như vậy nhất định sẽ vui lắm đó. Bà không thấy được rồi. Tại sao vậy? Vừa rồi bệnh viện gọi điện tới nói là bà đã... Má? Hả? Má của Trần Mặc Sắc chết rồi. Sinh mạng đúng là quá mong manh đó. Mọi người nhìn cái gì vậy? Không phải chết mà là hôn mê. Cái chuyện một khúc như vậy cô làm hết hồn thì có thì đó. Nhưng mà tình hình má anh ấy cũng rất là nghiêm trọng. Vốn dĩ hôm qua vẫn còn rất tỉnh táo. Ngay cả nhận đính ước của tôi với Trần Mặc Sắc cũng mua luôn rồi. Không ngờ là... Wow, ngay cả nhận đính ước của cô với Trần Mặc Sắc cũng mua luôn rồi. Hay là anh ta bị cô ép mua nhẫn vậy? Anh ấy tự nguyện đó. Bây giờ tôi không muốn khoe khoang, tôi chỉ hy vọng má của ảnh á mau mau khỏe lại thôi. Rốt cuộc má của anh ta bị gì vậy? Bác sĩ nói á, bác ấy có khối u não đè lên dây thần kinh. Vậy không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u hay sao? Cũng được. Nhưng mà Trần Mặc Sắc không yên tâm với những bác sĩ mới. Anh ấy nói chỉ muốn tìm bác sĩ ngoại khoa não nổi tiếng nhất Minh Thành Bắc giúp má của ảnh làm phẫu thuật. Nhưng mà bác sĩ đó sắp phải bay đi nước ngoài phẫu thuật giúp một bệnh nhân nhà giàu, không có lịch cho má của ảnh. Cô nói bác sĩ ngoại khoa não ở Minh Thành Bắc đó có phải tên là Mã Tuấn An không? Cô cũng nghe qua tên ảnh hả? Anh ta đúng là rất nổi tiếng rồi. Trời, tới giờ tôi phải đi với Trần Mặc Sắc vào bệnh viện thăm má của ảnh. Chị Helen à, tôi muốn xin phép nghỉ nửa ngày về sớm. Cô có thể cho tôi đi không? Được rồi, đi đi. Cảm ơn cô nha. Vậy tôi về trước nha. Bye bye, bye. Đồ ăn còn chưa ăn. Cô làm gì vậy? Tôi là người phụ nữ đứng đằng sau lưng anh. Anh chăm sóc má chồng, tôi sẽ chăm sóc anh. Không cần đâu, mẫu thân đại nhân của tôi hôn mê rồi, không nhìn thấy chúng ta giả làm người yêu nữa. Tôi không có làm giả đâu, tôi thật lòng lo lắng cho anh và má chồng đó. Tình hình có vẻ nghiêm trọng lắm, phiền anh giúp tôi chuẩn bị phòng mổ. 8 giờ tối nay là phẫu thuật cho bảy. Được, bác sĩ Mã. Bác sĩ có chuyện gì vậy? Tại sao mẫu thân đại nhân của tôi tối nay phải làm phẫu thuật? Anh không biết người đứng trước mặt anh là ai sao? Anh ấy chính là bác sĩ ngoại khoa não uy quyền nhất Minh Thành Bắc chúng tôi, bác sĩ Mã Tuấn An. Anh chính là bác sĩ Mã hả? Không phải bay đi nước ngoài làm phẫu thuật hay sao? Phải rồi, vì vậy tôi chỉ còn trống lịch tối nay giúp má anh làm phẫu thuật thôi. Phải rồi, qua tia tối nay là phẫu thuật, phiền anh làm trợ mẫu cho tôi, không vấn đề chứ? Ok, để tôi đi chuẩn bị. Cảm ơn. Là bác sĩ Mã Tuấn An đó, cuối cùng anh ấy cũng xuất hiện rồi, hay quá. Mẫu thân đại nhân của tôi sẽ được cứu rồi. Tôi cũng thấy vui lắm, không ngờ tôi may mắn như vậy vừa xuất hiện đã giúp được má chồng rồi. Xin thứ lỗi, tôi lại vô lễ nữa rồi. Không sao, nếu như anh muốn có thể tiếp tục ôm mà. Không cần đâu mà. Trần Mặc Sắc, anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Má chồng vào đó lâu như vậy, anh cũng chưa ngồi xuống nghỉ ngơi. Mẫu thân đại nhân của tôi chưa làm xong phẫu thuật, tôi vẫn chưa yên tâm. Anh đừng như vậy mà, chúng ta đi xuống canteen ăn một chút gì đi. Nguyên một đêm anh không ăn cái gì hết. Tôi không có đói mà, cô đói cô ăn đi. Hay là tôi đi mua đồ về cho anh ăn nha. Được rồi, cô đi đi. Bác sĩ, mẫu thân đại nhân của tôi sao rồi? Phẫu thuật rất thành công, máu của anh đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Bác sĩ Mã đúng là rất giỏi, làm phẫu thuật nhanh, gọn, chuẩn. Tôi nghĩ tôi cũng tới giờ ra sân bay rồi. Anh yên tâm đi, tình hình của má anh, YT sẽ tiếp tục theo dõi. Bác sĩ Mã, trước khi anh đi, tôi muốn nói với anh thêm một lần cảm ơn. Nếu như không có anh, mẫu thân đại nhân của tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Trong khả năng thôi mà. Nhưng mà nếu như anh muốn cảm ơn thì có thể cảm ơn em gái của tôi. Nếu như không phải em ấy gọi cho tôi, kêu tôi giúp anh, tôi nghĩ tôi sẽ đi nước ngoài rồi. Em gái anh? Em ấy tên Mã Mina. Mia, là cô ấy nhờ anh giúp má tôi làm phẫu thuật sao? Đúng vậy, nếu như anh muốn cảm ơn thì cảm ơn em ấy đi. Chào anh. Cảm ơn. Ông chủ nhà hàng đó đúng là nói nhiều mà bán xong suốt đêm cũng chưa xong hợp đồng nữa. May mà cuối cùng cũng ký được hợp đồng thuê nhà, nếu không tới nay đúng là công cốc rồi. Hồ sơ để tôi đem lên cho, trễ rồi anh về trước đi. Vậy tôi không khách sáo nha, cảm ơn. Bye bye. Để gọi xe trước. Trần Mặc Sắc. Mia, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi chờ cô trên sân thượng của Quy Long nha. Tin nhắn từ mấy tiếng trước rồi đó. Chẳng lẽ nào còn đang đợi hả? Mia, cô tới rồi hả? Anh vẫn đang đợi à? Phải. Mia, sinh nhật vui vẻ. Anh đợi tôi lâu như vậy chỉ để nói chúc mừng sinh nhật với tôi. Tôi biết ngày sinh nhật của cô đã qua, nhưng mà tôi vẫn muốn ăn mừng bù với cô. Không cần thiết đâu. Anh đợi tôi lâu như vậy chỉ muốn đợi tôi tới cắt bánh hả? Tại sao anh khờ quá vậy? Sao lại khờ chứ, có hẹn với người đẹp, cho dù có đợi thêm 4 tiếng đồng hồ cũng xứng đáng mà. Tôi không nghĩ anh sẽ đợi tôi lâu như vậy.
Thật ra lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Tôi nghĩ là anh sẽ hiểu. Tôi hiểu. Tôi biết ở trong lòng của cô, tôi không phải là đối tượng lý tưởng. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng, tôi muốn cho cô biết. Cho dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi cô. Sếp Trần. Cô không cần phải nói nữa Mia. Tôi biết là cô giúp tôi liên lạc bác sĩ Mã Tuấn An, giúp má tôi làm phẫu thuật rồi. Thật ra cũng là trùng hợp thôi. Tôi biết anh muốn tìm anh của tôi giúp, tôi mới gọi cuộc gọi đó. Bình thường thôi mà. Nếu là các bạn đồng nghiệp khác trong công ty, tôi cũng sẽ gọi cuộc gọi này. Tôi biết, cô chỉ xem tôi là đồng nghiệp bình thường thôi. Tối nay, coi như người đồng nghiệp bình thường này muốn cảm ơn cô vậy, để cứu má của anh ta. Cô không cần phải cảm thấy áp lực. Đừng có từ chối tôi mà. Bánh kem đó tôi lựa lâu lắm rồi. Cùng nhau cắt đi. Qua bên đó đi. Sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Ê, đừng cắt tới đấy mà. Để tôi giúp cô chia cho. Là phụ nữ tất nhiên phải tìm một người đợi mình nhiều hơn là mình đợi người ta đó. Chuyện gì vậy? Không có gì. Still of the night.